rủ nhau ra đập nước chơi, bốn nữ sinh ra đi mãi mãi. Chiều tối ngày 22 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Hilao, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh không qua khỏi. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, 6 nữ sinh trường tiểu học Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám lớp 6, lớp 7 rủ nhau lên trường tập văn nghệ. Tuy nhiên, 6 học sinh này đến hồ nước gần trường, cách 7km để tắm. Ít phút sau đó, 4 học sinh bị trượt chân rơi vào vũng nước sâu. Lúc này, 2 học sinh đi chung phát hiện nên chạy về tìm người đến cứu. Nhưng khi đến nơi thì cả 4 nữ sinh trên đã ra đi mãi mãi. Trong 4 nữ sinh gặp nạn, có 2 nữ sinh là chị em ruột. Hiện công an huyện Ea Hờ Leo cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Ea Hờ Leo cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang vào hiện trường. Đơn vị vào chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình các nạn nhân. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường báo cáo vụ việc theo quy định. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo Ea Hờ Leo nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.